Tem SPCN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 9.99 cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPCN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon. Đó là lần đầu tiên Bộ Nội an có một bản báo cáo 4 trang. Trong đó nói rằng các nhà lãnh đạo Trung Cộng cố tình giấu cái mức độ dữ dội của COVID-19 với lý do là để họ thu gom những dụng cụ y tế chuẩn bị cho đối phó cái đó. Trên màn hình quý vị thấy đó là Ngoại trưởng Mike Pompeo. Ngày hôm qua trên một số chương trình ông cũng tố cáo cái chuyện này. Và chuyện này xảy ra vào lúc chính quyền Tổng thống Donald Trump đang gia tăng cái sự chỉ trích đối với Trung Cộng. Đặc biệt là Ngoại trưởng Mike Pompeo nói hôm Chủ nhật như tôi nói đó là đất cái quốc gia này tức là Trung Cộng đó chịu trách nhiệm cho cái chuyện mà lây lan dịch bệnh và phải chịu trách nhiệm. Nguyên văn ông nói là that country was responsible for the spread of disease and must be held accountable. Những cái chỉ trích dữ dội này nó xảy ra vào đúng cái lúc mà chính quyền Tổng thống Donald Trump những người chỉ trích chính quyền Tổng thống Donald Trump, xin lỗi quý vị, tôi đã xảy ra vào lúc những người chỉ trích chính quyền Tổng thống Donald Trump nói rằng chính quyền ông Trump đã chậm chạp và đã không có những cái sách lược đúng mức để ngăn chặn COVID-19. Và các đối thủ của ông Trump được tố cáo ông là chỉ trích Trung Cộng, một đối thủ địa chính trị cũng như một đối tác thương mại cực kỳ quan trọng của Mỹ, với một cái ý định là chuyển hướng cái sự chỉ trích ở tại nước Mỹ bây giờ chuyển qua bên Trung Quốc. Đó là các đối thủ của ông Trump tố cáo như vậy. Và cái hồ sơ này dài 4 trang thì không thể không để là bí mật, mà chỉ để một cái chữ là for official use only, có nghĩa là cho các giới chức sử dụng, tức là không phải bí mật. Và cái đó là cái của Bộ Nội an đưa ra. Và cái báo cáo này thì như chúng tôi nói đó là họ tố cáo là Trung Quốc, Trung Cộng là cố tình giảm cái sự việc đó, cái mức độ ghê gớm của bệnh dịch để mà lấy cái để mà mua bán những cái đồ mà dụng cụ y tế. Và họ cũng tố cáo luôn Trung Cộng đã bác bỏ cái chuyện là ngăn cản xuất cảng những cái dụng cụ y tế cũng như là không đưa ra những con số liên quan đến thương mại, tức là ở các bản báo cáo nói là Trung Cộng đó, tức là giấu giếm những con số này đó, rồi không nói cho biết là họ giới hạn xuất cảng đồ y tế trong khi nhập của các nước khác. Thì quý vị nhớ cách đây độ 1-2 tuần tôi Hành Long thì có nhắc cái chuyện là khoảng tháng riêng và tháng hai chính Bộ trưởng Wilbur Ross của Bộ Thương mại Mỹ khuyến khích các công ty là xuất cảng dụng cụ y tế sang bên Trung Cộng. Bởi tháng 1, tháng 2 thì Mỹ chưa thấy cái đó nó ghê gớm, mà ông Trung Cộng mua nhiều quá và cái số nó tăng hơn 100%, tôi lên tới 17 triệu đô la. Giờ chúng ta thấy là sau khi đó thì khoảng bắt đầu tháng 4, tháng 5 thì bắt đầu là Mỹ lại nhập cảng lại của Trung Cộng. Thì đã có cái chuyến bay từ Thượng Hải qua đi phi trường New York, phi trường JFK New York, đây cũng là khoảng chừng vài tuần tôi có tường thuật với quý vị. Rồi sau đó họ mang những máy trợ thở đến New York đó. Và bây giờ người ta cũng phát hiện ra tiểu bang Illinois đặt mua của Trung Cộng 174 triệu đô la dụng cụ y tế. California mua gần 1 tỷ đô la dụng cụ y tế của Trung Cộng. Đó. Thì đây là những cái tố cáo mà rất là mới và nó gây tranh cãi vô cùng. Sẽ còn nhiều gây tranh cãi nữa trong cái chuyện này. Chúng tôi sẽ trở lại cùng quý vị. Xin quý vị được rời màn hình SBTN. Tem SPCN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 9.99 cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPCN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon.